Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Tức là tôi định sẽ quay lại cái chủ đề này, nhưng mà đối với em cái chủ đề nó gọi là Scratch nâng cao thì nó nhiều thứ lắm, nó rất là nhiều. Thì tôi sẽ mỗi hôm nó sẽ trình bày một cái phần nhỏ nhỏ nào đó thôi. Thì hôm nay cái buổi đầu tiên thì tôi muốn nói với cái này, tức là khi mà các bạn dùng Scratch để chúng ta làm. Mở cho ngang. Xin một chút nè. Cái gọi là cái Scratch nâng cao thì nó có nhiều lắm, nó có nhiều cái chủ đề lắm. Tôi sẽ mô tả một vài cái để chúng ta có cái hình dung nhé. Gọi là nâng cao này thì nó có thể cho ta hiểu như này, là chúng ta sẽ làm ra được những cái là tạo ra được những cái sản phẩm số, tạo ra những sản phẩm số. Đây, tôi sẽ mô tả sau nhé. Sản phẩm số tức là cái gì? Sản phẩm số chính là những cái ứng dụng, những cái phần mềm, những cái chương trình mà giúp cho cái việc là học tập, cho cái việc giảng dạy ở trên lớp. Nó là một sản phẩm hoàn chỉnh, có thể là rất đơn giản, có thể là làm rất phức tạp. Thì cũng đó cũng là một cái định hướng, tức là làm sản phẩm cụ thể gọi là Scratch nâng cao. Nhưng cũng có thể chúng ta hiểu Scratch nâng cao là cái gì, là những kỹ thuật lập trình sâu hơn, các kỹ thuật lập trình sâu hơn mà chương trình cơ bản nó chưa có. Là kỹ thuật lập trình Scratch nâng cao. Lấy ví dụ những kỹ thuật như là clone chẳng hạn, là cái rất là nâng cao, hay là kỹ thuật vẽ, kỹ thuật là tô màu. Đấy. Hoặc là những kỹ thuật như là các cái lập trình thuật toán, hay là xử lý địa quy chẳng hạn, ví dụ như vậy. Vâng, đây là thuật thuần túy lập trình nâng cao hơn. Cái chủ đề này cũng rất là hay, có rất nhiều chủ đề mà trong chương trình phổ thông, chương trình cơ bản là không có. Một cái ý nữa của cái chuyện là Scratch nâng cao là chúng ta có thể dùng tạo ra những cái gọi là cái trình mô phỏng. Mô phỏng này là mô phỏng thực tế, hay mô phỏng một cái bài toán nào đó ở trên máy tính để hỗ trợ. Nó cũng thể coi như là mô phỏng làm cái sản phẩm số, nhưng mô phỏng nó có ý nghĩa tổng quát hơn, là chúng ta mô phỏng hiện tượng nào đó ở trên thực tế. Việc mô phỏng cái chuyện là mô phỏng tượng ngày và đêm chẳng hạn, mô phỏng cái chuyện làm quả đất quay xung quanh mặt trời chẳng hạn, hay là mặt trăng quay xung quanh quả đất chẳng hạn, hay là mô phỏng quả đất tôi quay chẳng hạn đó, hay mô phỏng người mà nhảy là cái đu và đu quay, hay mô phỏng làm xiếc chẳng hạn, hay mô phỏng mà hút trái đất chẳng hạn, mô phỏng cái người nhảy lên sẽ là đợi nhảy xuống do lực hút của quả đất chẳng hạn. Thì như vậy có rất nhiều những vấn đề liên quan đến mô phỏng rất là hay, đều phải có đòi hỏi kiến thức rất là sâu hơn về thực tế, về về vật lý, về toán để chúng ta mô phỏng. Một cái ý nữa của chúng ta có thể dùng là gì, tức là dùng mà dùng mà dùng Scratch chúng ta tạo ra những cái phần mềm học tập. Tôi lấy ví dụ như phần mềm học tập, mô phỏng mô tả các cái bài toán ở trên, cũng là một dạng mô phỏng, nhưng mà nó lồng vào đấy là có những cái chuyện là chúng ta có thể cho điểm học sinh, tạo ra những câu hỏi trắc nghiệm vân vân. Một đề tài nữa rất là hay nữa là cái đề tài là mô phỏng kiểm tra trắc nghiệm, kiểm tra trắc nghiệm. Đấy. Tức là nôm na là mô phỏng cái cơ sở dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm chẳng hạn, câu hỏi kiểm tra. Thì cái bài toán mô phỏng kiểm tra trắc nghiệm này là nó là một trường hợp riêng của phần mô phỏng, nó rất là hay. Đấy. Vậy nó có rất nhiều bài toán khác nhau. Tại vì một cái bài toán khác nữa chúng ta có thể tạo ra để mà trong phần Scratch nâng cao này là chúng ta mô phỏng làm xiếc chẳng hạn, làm xiếc chẳng hạn. Đấy. Mô phỏng một người nhảy lên xong nó xoay hai ba vòng rồi lại nhảy xuống. Đấy. Hay mô phỏng một người là nhảy lên một cái xe đạp, sau đây xe đạp nó vẫn đạp đạp đi xung quanh sân khấu chẳng hạn, vân vân. Thì như vậy là
về cái bài toán Scratch nâng cao ấy, nó có rất nhiều chủ đề khác nhau, rất nhiều khác nhau chứ không phải chỉ là một bài toán. Nó rất là đa dạng. Thì tôi sẽ cố gắng là tôi sẽ lần lượt, tôi sẽ mỗi một hôm tôi trình bày một cái bài toán nhỏ nhưng nằm ở trong cái phần này. Cũng xin nói thêm một chút nữa là từ xưa nay thì nói chung là cái Scratch đó, nó vào Việt Nam khoảng 5 năm 5 năm nay rồi, thì rất nhiều người đã hiểu nhầm cái Scratch này. Và rất nhiều giáo viên, rất nhiều người ở trên lãnh đạo, trên ở các cái sở ở trên trung ương chẳng hạn, đều hiểu nhầm rằng đều hiểu đều nghĩ rằng là Scratch chỉ là cái ngữ lập trình cho trẻ con đấy, cho tiểu học thôi, còn trung học cơ sở cấp 2, cấp 3 là không cần đến nó nữa, và cần học ngay sang cái ngữ lập trình như là Python, như là C hay là Pascal. Đấy, thì theo tôi cái tư duy đó là rất là sai, rất là sai. Vì cái bản thân Scratch là cũng có chuyện đúng là nó dễ học, tức là nó gây hấp dẫn thật, trẻ con nó rất thích. Nhưng mà trẻ con mà học sinh tiểu học khi bắt đầu học lập trình ý, thì nên học Scratch thì đúng rồi, thì nó rất là hay. Nhưng mà nói là chỉ dành cho tiểu học thôi thì hoàn toàn sai. Vì Scratch là một ngữ lập trình nó rất là mạnh luôn. Tôi nghĩ là nó chỉ thua một chút so với C và Python, nhưng có những cái chức năng mạnh hơn hẳn so với ngôn ngữ lập trình bậc cao như là Python hay là C. Đấy. Ví dụ như là cái chức năng là chúng ta có thể tích hợp điều khiển được vẽ cái nhân vật đồ họa ở trên màn hình cho nó chuyển động chẳng hạn, rồi có thể kết hợp âm thanh nữa, thì ngay cái chuyện mà phần mềm hỗ trợ trực tiếp âm thanh và đồ họa, thậm chí chúng ta có thể vẽ đồ họa vector hoặc đồ họa bitmap ngay trên màn hình, thì đó là cái mà cái phần mềm như là Python thì không thể nào làm được. Hơn nữa là cái Scratch này nó hỗ trợ cái tư duy STEM, cái tư duy như là kiểu robot ấy, là một cái rất là mạnh. Do đó cho nên là nó luôn này, cho nên là đối với lập trình Scratch mà muốn làm ra một sản phẩm tương đối hoàn chỉnh ấy, tương đối hay ấy, thì cái kiến thức của tiểu học là không đủ. Đấy, nó luôn như vậy. Cho nên là nếu mà dạy ở tiểu học thôi thì chỉ dừng lại cho con làm những chương trình rất đơn giản sơ khai, những cái phần mềm rất là đơn giản sơ khai. Còn học sinh tiểu học thì không đủ kiến thức để có thể làm được những chương trình là hay và hoàn chỉnh. Nếu chúng ta mà muốn mà tạo ra những phần mềm, những chương trình mô phỏng thật là hay ấy, thì cần phải có những kiến thức sâu hơn về về logic, về toán. Cần có những kiến thức sâu hơn về 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 toán cấp 2 và cấp 3 thì mới tạo ra những cái phần mềm, những chương trình đủ hay. Đó, cho nên tôi đã luôn nghĩ là như vậy. Cho nên là theo theo tôi biết chương trình của bộ ấy, thì là học sinh cấp 2, cấp 1, cấp 2 là có học cái Scratch này, và cái học sinh cấp 1 thì học tôi nói nhiều nhưng cấp 2 học rất ít. Cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng là cái cấp 2 là không không cần học nữa, nhưng mà theo tôi là học sinh cấp 2 là vẫn cần phải muốn để lập trình Scratch thành thạo, tạo ra sản phẩm tương đối hoàn chỉnh thì cần phải học lên cấp 2, cấp 3 nữa, chứ không phải chỉ dừng lại ở mức tiểu học. Đó, cho nên rồi hôm nay tôi xin phép được trình bày một buổi con buổi thôi, tôi sẽ trình bày một bài toán đơn giản thôi. Nhưng mà các bạn thấy là từ khi nó bắt đầu có cái ý tưởng cho đến khi nó hoàn thiện và mở rộng ra thì nó rất là đa dạng, rất là phức tạp nhé. Mà chúng ta xem một cái bài ở cái dạng là mô phỏng nhé. Rồi, mà chúng ta làm nó ra đây này, chúng ta làm cái bài toán này, chắc các bạn cũng biết cả rồi, nhưng mà tôi nhắc lại là bạn bên nào biết rồi tôi cùng nhau làm lại thôi. Cái bài toán như sau, cái bài toán là chúng ta vẽ và cái mô phỏng đồng hồ kim chạy trên màn hình. Đấy. Một cái bài toán mà tôi đã từng làm rất là nhiều trong các cái lớp tập huấn, trong cái cuốn sách học lập trình Scratch của tôi đã mô phỏng cái này rồi, trong cả cuốn bài tập lập trình Scratch cũng có rồi, nhưng mà tôi muốn nhắc lại một lần nữa để cho chúng ta thấy là nó cái bài này là cái làm cái bài rất điển hình, rất là hay. Thế thì cái bài này cần phải có cái gì? Đấy, mình chúng ta cùng nhau phân tích cái bài này nhé. Chúng ta chưa làm vội trên màn hình, chúng ta làm ngoài, chúng ta phân tích nhé. Thì đầu tiên là chúng ta phải vẽ được cái mặt đồng hồ ra. Đấy, thì cái bài toán đầu tiên của ta là vẽ cái mặt đồng hồ ra, nó là một hình tròn. Đấy, cho nên đây là tâm của nó đây.
và có bán kính đó là R. Thì đầu tiên là chúng ta phải vẽ những hình tròn mà biết tâm của chúng, đây là tâm nhé, đây là x và y. Đấy. Thì muốn vẽ được cái, muốn tạo được cái mặt đồng hồ chúng ta bắt buộc phải vẽ cái hình tròn. Như vậy cái bài toán đầu tiên bài toán là vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn đúng không? Biết tâm và bán kính. Biết tâm và bán kính. Đó. Thì chúng ta có thể vẽ hình tròn cố định trên hình cũng được. Nhưng mà để tổng quát hơn thì chúng ta sẽ làm cái bài toán tổng quát hơn là vẽ cái vòng tròn đó, vẽ cái mặt đồng hồ đó, cái vòng tròn có cái tâm của nó là tại vị trí là x y trên màn hình và bán kính cái vòng tròn bán kính là r đó. Nhưng mà x y và r là các cái tham số đầu vào của cái trình của chúng ta. Đấy. Nhưng mà ngay từ đầu tôi thấy là để vẽ mình cho bình thường đã khó rồi, nhưng mà vẽ bên tròn có tâm biết trước là biết trước tâm và bán kính thì lại khó hơn và đòi hỏi cái tư duy của học sinh là phải cao hơn một chút, cao hơn mức thì nó mới vẽ được đấy nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta không chỉ vẽ cái vòng tròn đúng không nào, bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ thêm cái gì nữa. Trong các bạn thấy là khi mà chúng ta vẽ cái đồng hồ chúng ta phải vẽ những cái đường như này này, cái đường như này. Thông thường là các vòng tròn là cái đường này là cái đường mà nó nhưng mà kéo dài ra, nhưng mà tâm đây nhưng mà tâm và cái đường này cứ mỗi 1 phút trên màn hình là nó có một cái đường như thế này, thông thường là như vậy đó, được chưa? Này, thì cái đường này là cái đường để vẽ cái mặt đồng hồ thôi. Mình ngoài ra chúng ta có thể vẽ thêm là cái đường ở cái vị trí là không này, 5 phút, 10 phút, 15 phút chúng ta vẽ đậm và dài ra một tí. Đây, 5 phút dài ra này, 10 phút dài ra này, 15 phút dài ra, đấy chúng ta dài ra như vậy. Cái đây này nó không giống nhau. Được chưa? Nhưng mà nó vẫn thỏa mãn là nó phải có cái tọa độ là tâm XY và bán kính R. Thì đây là vẽ gì? Vẽ các cái nét quanh quanh đồng hồ. Đấy nhé. Nhưng mà đây là bài toán 2. Bài toán 1 là bài toán 3. Bài toán 2 là vẽ vòng tròn bằng tâm XY bằng kính lệ R. Bài toán 3 là vẽ các nét quanh đồng hồ. Rồi, bây giờ chúng ta sang bài toán thứ tư. Không những là chỉ vẽ đồng hồ mà chúng ta muốn vẽ như này. Chúng ta muốn là đây, tôi vẽ lại cái này nhé. Chúng ta sẽ phải vẽ cái gì? Chúng ta sẽ phải vẽ các con số ở đây. Đây là 12 giờ. Đây là 5 phút, đây là 10, đây là 1 giờ, đây là 2 giờ, đây là 3 giờ, vân vân. Đây là 6 giờ, đây là 9 giờ, đây là 10 giờ, 11 giờ. Đấy. Chúng ta phải vẽ các con số trên màn hình. Đây là cái chức năng là vẽ các cái số trên màn hình trên đồng hồ. Đấy. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Để vẽ được một con số không thì không khó, nhưng mà làm sao mà khi đồng hồ nó to nhỏ khác nhau chúng ta có thể di chuyển cái vị trí của đồng hồ theo cái bán kính là R và tâm XY vị trí khác nhau của màn hình thì cái con số này cũng phải chạy theo, cái đó mới là khó hơn. Rồi tiếp theo, bây giờ bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải vẽ ba cái kim nhé. Đây kim giây nhé, kim phút nó còn nhỏ lại nhỏ hơn một chút và kim giờ nó nhỏ hơn và nó to ra. Đây là kim giây, đây là kim phút. Chúng ta phải vẽ cái ba cái kim giờ đó, vẽ ra thì đều chúng có đều dạng như này, và cái vị trí mà tôi chia đây này, vị trí là tôi vẽ đây là tâm của nó này. Chỗ này là tâm nhé, tâm của cái nhân vật đó, tâm vì các cái kim này đều là gì, đều là xoay xung quanh tâm, thì đây chính là tâm và cái tâm này này nó nằm chính là vào trên này, nằm ở đây này. Đấy. Cái kim nó chỉ như này này đó, các bạn thấy không nào? Đấy. Như vậy cái vẽ đây là dễ, vẽ là dễ, nhưng cái khó của nó gì là chúng ta phải đảm bảo được đầu tiên chúng ta vẽ bình thường đã, sau chúng ta tổng quát lên làm sao cho nó thay đổi được theo x y và r nữa thì mới là khó hơn đó, chúng ta thấy nhá. Đấy. Rồi, xong bước tiếp theo nữa là gì? Bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải gắn cái kim giờ, cái phút giây vào cái thời gian thực tại. Chúng ta sẽ phải tạo một cái bộ thời gian. Tạo một cái bộ thời gian.
thời gian thực. Thì thông thường chúng ta tạo như sau. Tạo là cái thời gian tôi đặt là h chính là giờ. Giờ đúng không? Giờ sẽ chạy từ không cho đến 11 giờ. Sau 12 là quay lại không. Nhé. Tiếp theo là tôi kiểu là m là tạo ra cái thông số là phút. Phút chạy từ 0 cho đến 59 phút, đến 60 phút thì nó quay trở lại không. Rồi tiếp theo là giây, tôi kiểu là s. Đây là giây. Chúng ta tạo ra ba cái biến. Giây chạy từ 0 cho đến 59. Như vậy là mỗi một cái thông số, cái bộ ba cái thông số liên quan đến thời gian là h, m và s thì cái bộ này sẽ ứng với cái vị trí, ứng cái một cái vị trí duy nhất của kim giờ, kim phút và kim giây. Đó. Khi chúng ta là tạo cái được thì chúng ta đã tạo được một cái đồng hồ mà có cái vị trí kim giờ, kim phút là kim giây là chính xác. Nếu chúng ta vẽ này là sai này, tôi lấy ví dụ nhé, khi chúng ta vẽ ở đây kim giờ nó vẫn chỉ vào thẳng 12 giờ mà kim phút nó chỉ vào chỗ này, như vẽ đây là sai. Vì khi mà kim phút nó chỉ vào chỗ này là 25 phút thì kim giờ nó phải lệch ra một tí, lệch ra gần số 1 rồi, hay là một nửa số 1 rồi, chứ kim giờ là vẫn đúng 12, như vậy là sai. Vẽ cái này là sai. Đấy, chứ vấn đề là vị trí với một cái bộ H, M và S ứng cái vị trí duy nhất của kim giờ, kim phút, giây mà vị trí đúng. Đúng đấy, trên màn hình. Đúng. Không được phép sai. Đó. Rồi, khi mà làm nó rồi thì chúng ta mới bước sang như vậy. Đây là các con số ban đầu nhé. Nhưng mà để mô phỏng thực tế thì chúng ta có nhiều cách mô phỏng khác nhau. Để mô phỏng thực tế nhé. Mô phỏng đồng hồ thực tế. Thực tế thì là có rất nhiều bài toán mô phỏng, chứ không phải là một bài toán như các bạn nghĩ đâu. Bài toán một là gì? Bài toán một là như sau. Bài toán một là mô phỏng đồng hồ trên màn hình chạy đúng như đồng hồ trên thực tế. Tức là mô phỏng đồng hồ chạy chính xác với thực tế. Ví dụ như tôi đang nói ở đây này, hiện nay đồng hồ của tôi đang chỉ là 8 giờ 19 phút, thì trên màn hình cũng chỉ là 8 giờ 19 phút và chính xác. Đó là một bài toán 1 nhé. Rồi bài toán 2 là đồng hồ chạy đúng nhưng mà không cần đúng theo thời gian thực tế. Ví dụ tôi mô phỏng là trên màn hình tôi đang hiện nay đang là 8 giờ tối, nhưng mà trên màn hình tôi sẽ mô phỏng là đang là 3 giờ chiều. Không sao cả, nhưng vẫn là chạy đúng như vậy, 1 giờ trên màn hình là đúng 1 giờ trên thực tế. Cách thứ hai là mô phỏng đồng hồ chạy đúng mà không cần khớp với thực tế. Được chưa? Đó, bài toán hai cũng rất là hay chứ không phải là không nhé. Bài toán 1, thông thường những cái phần mà tôi hay mô tả trên lớp tôi mô tả bài toán 1 thôi. Hôm nay chúng ta làm thử sang bài toán 2 nữa nhé. Như vậy là ví dụ hôm nay trời đang buổi tối, nhưng mà tôi sẽ mô phỏng trên màn hình, tôi mô phỏng là đang là buổi sáng, đang là 9 giờ sáng vẫn được. Đồ chạy 9 giờ sáng nhưng mà vẫn là chạy đúng như vậy, đúng theo giờ, theo phút, theo giây. Không chậm hơn, không nhanh hơn. Còn là cách thứ ba là khó nhất, cách thứ ba là mô phỏng đồng hồ chạy đúng nhưng với thời gian nhanh hơn. Chúng ta tưởng tượng nhiều mô phỏng đồng hồ chạy nhanh hơn hoặc chậm hơn so với thực tế. Nhanh hơn hoặc là chậm hơn. Cái này là rất hay có ở trong những cái bộ phim bên trong gì đó. Ví dụ chúng ta sẽ mô phỏng là một ngày chờ 24 tiếng. Nhưng mà mô phỏng trên màn hình nó chạy chỉ trong khoảng 5 phút thôi. Đồng hồ nó chạy rất nhanh, chạy sẽ 12 giờ, xong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 11 giờ. Chạy đúng một vòng 12 tiếng ở trên màn hình. Nhưng mà chạy tất cả trong vòng có 3 phút thôi.
vẫn chạy được, nhưng vẫn chạy đúng khi chúng ta nhìn thấy kim giờ kim phút giây nó mà chạy đúng như vậy. À, thì cách thứ ba là cách khó nhất, cách khó nhất. Đây thì như vậy là cùng cái bài toán như vậy, có thấy nó có rất nhiều cái mở rộng, rất nhiều cách mô phỏng khác nhau và vẫn là phải hiểu, phải làm được tính tất cả những thứ này. Theo tôi đều là đây là bài toán rất đơn giản này nhé, nhưng cả những thứ này đều là học sinh tiểu học là rất là khó. Theo tôi là học sinh tiểu học đều vượt quá cái kiến thức của học sinh tiểu học. Tất cả kiến thức của bài toán này đều là dành cho học sinh cấp 2, cấp 3 thì hiểu dễ hơn là đối với tiểu học. Tiểu học thì một số em thông minh vẫn có thể hiểu được, nhưng mà đại đa số thì sẽ không hiểu vì nó đòi hỏi những cái tư duy khác nhé. Được rồi, thế thì chúng ta cùng nhau thiết kế nhé. Tôi sợ mình hay là 8 rưỡi bắt đầu, tôi sợ là không không kịp thời gian. Nếu mà không kịp thời gian chúng ta sẽ về nhà làm tiếp và các bạn sẽ cùng đưa lên trên đây cái đưa lên nhóm, đưa lên cái nhóm chung ấy là giải của mình xem đúng hay sai nhé. Bây giờ tôi sẽ mô phỏng luôn trên này luôn nhé. Thế thì tôi làm như sau này. Đầu tiên có con mèo, tôi dùng ngay con mèo này, tôi đóng vai trò là cái bút nhá. Và tôi sẽ mô phỏng, thì đầu tiên tôi mô phỏng như sau này. Tôi sẽ tạo ra ba cái biến nhớ để mô phỏng là giờ, phút và giây, và bắt đầu điều khiển từ từ đâu? Bắt đầu điều khiển từ 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 sân khấu. Ngoài ra sân khấu sẽ mô tả tiếp các cái biến nhớ chính của hệ thống, bao gồm là gì? Bao gồm là chúng ta định tôi sẽ mô phỏng tổng quát luôn. Như vậy là chúng ta sẽ tạo ra ba cái biến nhớ là x, y và r. X, y và r là cái biến nhớ dùng để mô phỏng tổng quát cái đồng hồ, sẽ vẽ ở tâm x, y và bán kính r. Thì tất cả cái đó tôi sẽ mô tả trên cái sân khấu tôi là nơi mô tả tổng quát. Rồi bây giờ làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra các cái biến nhớ chung của hệ thống nhé. Đầu tiên tạo ra cái biến nhớ là tên là x gì, là cái x gì. Xong biến nhớ thứ hai là y nhé. Và biến nhớ thứ ba là r. Là như vậy chúng ta tạo ra cái rồi tiếp theo là tôi sẽ tạo ra ba cái biến nữa mô phỏng thời gian hệ thống. Biến một đặt tên là h là giờ. Biến thứ hai tôi mô tả là m là chính là phút, và biến thứ ba mô tả là s là giây. Đó rồi, thì bây giờ tôi sẽ em đầu tiên tôi sẽ làm như này nhé. Bây giờ sân khấu sẽ là cái nơi chúng ta bắt đầu. Bây giờ trước khi đấy tôi sẽ em đây tôi sẽ em cùng các bạn chúng ta vẽ lại cái sơ đồ, gọi là cái sơ đồ đi nhé. Này, cái sơ đồ hệ thống, nó là cái sơ đồ hoạt động hệ thống như sau nhé. Đầu tiên là sân khấu như sau. Sân khấu sẽ là tạo các cái biến hệ thống là x, y, r nhé, biến h, biến m và biến s, và thiết lập các giá trị hệ thống bắt đầu. Sau đó sân khấu sẽ ra một cái thông điệp. Chúng ta chú ý khi chúng ta tạo ra, ở trong tôi hay nói ở trong các cái bài toán về về SCAD là cái bài toán mà cái người lập trình như là một cái đạo diễn, và anh ta sẽ phải chỉ huy các nhân vật của mình. Thì bài toán của chúng ta là nhân vật là có cái bút này nhé. Bài toán của chúng ta có nhân vật là cái bút này, các con số này, con số để chúng ta hiện trên màn hình này, rồi là các cái kim này, kim giờ này, kim phút này và kim giây hai nhé. Rồi thì khi mà sân khấu tạo ra mình hệ thống, sau đó sân khấu sẽ ra một thông điệp, một cái thông điệp ra thông điệp có tên là bắt đầu vẽ. Bắt đầu vẽ được chưa? Đấy, thì bắt đầu vẽ này sẽ gửi thông điệp cho cái bút, gửi cho cái bút, và bút này là bắt đầu vẽ đồng hồ, cùng gồm có vẽ cái mặt ngoài đồng hồ và vẽ các cái nét, là các cái đường nét của các cái phút ấy nhé. Rồi và cái bút cái mà bắt đầu vẽ cũng chuyển thông điệp cho các con số này sẽ vẽ gì, sẽ vẽ các số trên màn hình, các số tại các cái múi giờ
Đấy. Được chưa? Rồi, sau khi mà bút vẽ xong đồng hồ thì bút sẽ ra một thông điệp là bắt đầu. Bắt đầu chương trình. Đấy. Thì thông điệp này sẽ gửi cho các kim, kim phút giây, kim kim giờ, kim phút và kim giây. Các kim giây này sẽ nhảy vào đúng vị trí, sẽ hiện đúng vị trí. Hiện đúng vị trí. Đấy. Thì có thể ở tới đây là có thể là hiện đúng xong thì sẽ tự động chuyển sang cái trạng thái là bắt đầu mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Chuyển luôn sang bắt đầu mô phỏng đồng hồ. Mô phỏng đồng hồ. Hoặc cách cách thứ hai là kim giờ phút cứ đứng im chỗ đã. Chúng ta bấm phím space thì bắt đầu mô phỏng. Thì cách cách thứ hai là chúng ta bấm phím space. Bấm phím space thì nó sẽ tạo ra một thông điệp là start. Start và bắt đầu chạy. Đấy thì đã có rất nhiều cách. Thì đây nó là cái chỗ này tôi đang vẽ, đây là tôi gọi là cái sơ đồ hoạt động của chương trình. Thì tất cả những người mà muốn và thiết kế thành thạo một cái chương trình lập trình SCAD thì bắt buộc phải vẽ cái sơ đồ này. Tôi nhắc lại nhé, những ai mà vẽ càng tức là dùng thành thạo sơ đồ này thì người đó lập trình sẽ càng thiết kế phần mềm sẽ càng tốt. Tôi đã từng xem rất nhiều những cái bài thi, rất nhiều những cái bài gọi là đi thi sản phẩm sáng tạo thanh thiếu nhi toàn quốc ấy, thì nó thật là đa số các bạn, phần lớn là các học sinh tiểu học thôi, đa số là các bạn không được rèn giũa cẩn thận, cho nên là thường viết cái chương trình nó rất là khó hiểu luôn, cứ lung tung nhìn vào không thể nhìn vào nó, chứ là các bạn là chưa được rèn luyện thành thạo để mà chúng ta thiết kế được một chương trình nó hoàn chỉnh, nhưng mà nhìn vào nó rất là lộn xộn, nó rất là khó, và sau này khi mà gặp lỗi là rất khó mà gọi là debug chương trình, rất khó chỉnh sửa chương trình hay tìm lỗi. Đấy. Thế nhưng là kinh nghiệm là chúng ta phải tạo ra cái sơ đồ như thế này. Khi có sơ đồ thành thạo tốt rồi, chúng ta nhìn một đạo diễn đấy, chúng ta nhìn tổng thể chỗ này ai ra ai vào của nhân vật, chỗ này người này nói gì người kia nói gì, chúng ta là người tổng chỉ huy toàn bộ cái đạo diễn chương trình dựa vào kịch bản nó có sẵn. Bài này cái bản là dễ. Nó chỉ có cái bản là lắp kim kim đồng hồ và kim đồng hồ chạy thôi, nó không phức tạp như cái trình khác. Thì cái bài này là cái bài mà cái phần kịch bản thì không có gì, nhưng mà cái phần là đạo diễn thì là phức tạp, thì nó có nhiều nhiều lớp lang, có cái nhân vật là bút này, nhân vật là số này, nhân vật là kim này, thì làm sao cho các con vật đó nó chuyển động một cách nhẹ nhàng. Chúng ta phải tạo ra những cái này, được chưa? Được rồi, thì bây giờ tôi quay lại phần đó nhé. Đây thì chúng ta lập trình cho sân khấu trước, đây để sân khấu nhé. Bây giờ tôi lập trình này, bây giờ tôi sẽ tạo lập sân khấu là cái người đầu tiên đây, sân khấu đây, và chúng ta sẽ tạo ra các nhân vật của chúng ta đây. Ví dụ tôi đặt là ví dụ nhé, tôi đặt là h bằng không, đấy, không nhé, bằng không tức là 12 giờ ấy, đặt là tôi đặt em phút cộng đoàn là không này đấy, hoặc chúng ta có thể làm khác được. Rồi chúng ta đặt là giây mà không, như vậy đồng hồ sẽ bắt đầu chạy vị trí là 0 giờ 0 giờ 0 phút 0 giây. Sau đó chúng ta thiết lập mà tọa độ x gì, tọa độ tâm là không mặc định nhé. Tiếp theo cho đặt tọa độ y là không, và chúng ta đặt cái tọa độ là bán kính r, đặt tôi lấy ví dụ đặt là 150 chẳng hạn, 150. Đấy. Thế đây là cái phần mà thiết lập các tham số ban đầu của hệ thống. Sau đó là cái nhân vật này này, sân khấu này sẽ gửi một thông điệp. Gửi một thông điệp là bắt đầu vẽ. Đây, gửi một thông điệp đây. Chúng ta nhớ lại cái thông điệp là nằm ở đây nhé. Đây, bắt đầu vẽ này. Khi mà sân khấu tạo xong các biến hệ thống thì ra một lệnh là bắt đầu vẽ. Đấy, bắt đầu vẽ nhé. Đây. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn đây là new và chúng ta là bắt đầu vẽ. Thì đây là cái lệnh để giao cho cái nhân vật cái bút vẽ và nhân vật là và nhân vật kia con số đó, chúng ta vẽ ra con số sau để hiện trên màn hình của cái đồng hồ đó. Bắt đầu vẽ nhé. Rồi thì gửi bắt đầu vẽ này thì con đặt tên này là bút nhé, là bút. Thì bút này là nó khi mà nó nhận thông tin này, khi bắt đầu vào đây nhé, còn đây khi nhận thông điệp là bắt đầu vẽ này.
Vienna đi ship bắt đầu vẽ đây nhé, đây này vẽ đường vẽ nhé. Rồi thế tôi mô tả cái bút nhé, thì bút đầu tiên tôi muốn làm được tôi phải đưa vào đây và tôi đưa cái nhóm pen này vào. Thì thông thường khi bắt đầu vẽ nhé, khi bắt đầu vào chương trình ấy thì thông thường là cái bút thông thường là chúng ta phải xóa đây, xóa toàn bộ hình vẽ đã có ở trên màn hình đi cho khỏi vướng này, và thông thường là đặt cái pen là up lên đó. Thậm chí chúng ta có thể đặt cái bút đi, cái màu của bút nhé, đặt màu nó đây, đặt màu nó màu màu tím đi, tím tím nhé, và đặt mặc định cái pen size là 1 đấy, pen up nhé. Đấy, đây là các lệnh ban đầu của cái bút, và khi nhận được thông điệp là bắt đầu vẽ thì nó sẽ vẽ. Vẽ thì bây giờ tôi sẽ em không không mô tả vẽ ngay, mà tôi sẽ mô tả cái tham số. Tôi tạo ra hai cái em tạo ra hai cái thủ tục, một thủ tục là vẽ cái mặt ngoài của hình tròn, mà thủ tục thứ hai là vẽ các cái đường nét ấy. Thủ tục thứ nhất là vẽ cái này đây, thủ tục thứ nhất là vẽ cái này, vẽ hình tròn này. Thủ tục thứ hai là vẽ cái đường nét này. Mà chúng ta tạo hai thủ tục cho nó ngon lành, cho nó dễ dàng nhé. Rồi, và cái thông này đều phải có liên quan đến tọa độ và tâm và tọa độ và bán kính nhé. Đây tôi vào cái My Blocks và tôi tạo ra một cái thủ tục đầu tiên là vẽ vòng tròn. Tạo vẽ vòng tròn nhé, vòng tròn tâm đây, tôi biết đây tâm là x y nhé, và tôi thêm vào đây là bán kính, R. Và tôi vẽ nhanh, tôi sẽ để đây chức năng là chức năng mà chúng ta bấm ở đây này, là chức năng là đây là chức năng mà tạo làm cho cái lệnh vẽ này vẽ rất nhanh, không cần phải đợi gì cả, vẽ mà trong tích tắc là vẽ được ngay. Chúng ta chú ý cái lựa chọn này nhé, lựa chọn này lựa chọn là làm cho cái lệnh vẽ nhanh. Rồi chúng ta bấm vào đây, thì đây là cái tính năng là để ở dưới này chúng ta vẽ. Rồi thì đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ bắt đầu vẽ, bắt đầu vẽ kia là thì cái lệnh mà vẽ vòng tròn với tâm cho trước tâm và bán kính thì có rất nhiều cách vẽ, chúng ta chú ý nhé. Thì hôm đó tôi sẽ mô tả sau. Tôi đã từng kê ra có khoảng có 5-6 cách vẽ khác nhau, tùy thuộc vào cái đích chúng ta muốn vẽ như thế nào, và tùy thuộc vào cái trình độ của học sinh nữa. Học sinh cấp 2, cấp 3 sẽ vẽ khác, học sinh cấp 1 sẽ vẽ khác. Thì ở đây tôi sẽ với bài này tôi sẽ mô phỏng cách vẽ là học sinh tiểu học cũng dễ hiểu, mà nó phù hợp với cái bài toán này, với cái bài toán là vẽ hình tròn để vẽ mặt đồng hồ thì rất phù hợp. Nhưng với một số bài khác, bài toán khác ấy, thì hình cái chương trình này là không phù hợp, nhưng mà với trường của chúng ta thì là phù hợp. Thì cái vẽ là như sau nhé. Chúng ta di chuyển tới tâm. Đấy. Đây cái vẽ tôi mô tả cái gọi là cái thuật toán vẽ của chúng ta là như thế này. Có rất nhiều cách vẽ khác nhau nhé, thì đến hôm khác tôi sẽ mô tả, nhưng đây tôi mô tả cách vẽ. Cách vẽ vòng tròn tâm x y bán kính r. Mà cái vẽ này là vẽ là phù hợp cho cái trường chúng ta, phù hợp cho chuyện là vẽ vẽ vòng tròn đồng hồ nhé. Cái vẽ là như sau này, chúng ta để vẽ được cái hình tròn như thế này này thì chúng ta làm như sau. Chúng ta di chuyển đến tâm nhé, và chúng ta di chuyển tâm hướng bất kỳ tâm hướng lên trên chẳng hạn nhé. Chúng ta di chuyển, chúng ta không vẽ đến đến khoảng cách là r trừ 1, đây là r này, r trừ 1, cái chỗ này là r này, thì ta hạ bút mà chúng ta vẽ lên một bước nữa là r, sau chúng ta xoay thì chúng ta sẽ vẽ được. Chúng ta đi lùi lại, chúng ta xoay và lại đi tiếp, như thế chúng ta sẽ phải có một vòng lặp như vậy, và chúng ta sẽ đi vòng quanh và chúng ta vẽ được cái hình tròn như vậy. Đó. Thì cái này hay là mai kia lát nữa chúng ta sẽ đi sớm hơn, chúng ta vẽ một đường cao như này thì chúng ta sẽ vẽ được cái đường của cái vẽ được cái đường của cái nét bút của cái từng phút một, vẫn là vẽ từ tâm ra đấy. Cái làm như sau nhé các bạn, tôi mô tả các bạn cách làm. Đây là cách làm chúng ta sẽ làm như sau.
Ở đây mặc định chúng ta luôn là bút đang up lên đúng không nào? Rồi cho làm sao? Chúng ta sẽ go to đến xy, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta có biến tổng thể là xy màu vàng, màu nâu. Còn trong cái chương trình này của chúng ta, trong cái thủ tục này thì có xy, nhưng xy là màu đỏ. Xy là cái biến riêng của cái thủ tục này, R cũng là biến riêng. Còn ở bên ngoài có biến R, đây là biến chung, còn đây là biến riêng, thì nó khác nhau nhé. Đây, chúng ta di chuyển từ cái vị trí là XY là cái tâm tọa độ của máy tính. Thấy chưa? Sau đó chúng ta không cần phải xoay, chúng ta làm luôn được, chúng ta không còn hướng. Rồi chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ lập, đây, ngay đây chúng ta sẽ lập một cái vòng lập, không phải là vòng lập. Tôi muốn là gì? Lập là 720 độ. Có thể 360 độ cũng được. Để 360 tôi sửa sau nhé. 360 này. Rồi. Làm như sau nhé. Bây giờ tôi làm như sau này. Tôi sẽ từ tâm này. Tôi đi lên phía bất kỳ. Tôi đi lên về phía trước là R trừ 1. Sau tôi hạ bút. Tôi đi tiếp là E là 1. Sau tôi lùi về tâm. Và lại xoay. Cứ thế làm như vậy. Đúng 360 lần thì là được. Nhé. Làm như sau này. Đây. Rồi làm như sau nhé. Đây bây giờ tôi để ở đây nhé, mà tôi bắt đầu đi này, tôi move về phía trước, không cần hướng nào, move về phía trước một đoạn, chỗ này vẫn là chưa hạ bút nhé, đi về phía trước một cái đoạn là R trừ 1. Đấy, chúng ta vào đây, chúng ta vào, chúng ta đây là dấu trừ này. Đấy, ở đây sẽ là R ở đây nhé, trừ một. Đó. Sau đó ở đây chúng ta sẽ hạ bút pen down và chúng ta sẽ move về phía trước là 1. Bạn thấy không nào? Nhưng mà chúng ta chỗ này chỗ rất rất là mẹo nhé, 1 nhé. Đấy. Như vậy là đi về phía trước là R trừ 1. Xong move phía trước là 1, đúng là tổng cộng sẽ là R không? R trừ 1 là thì chỗ này là chỗ là hạ bút này. Khi mà tôi viết xong là 1 rồi, vẽ được một đoạn bằng 1 rồi thì tôi sẽ phải nâng bút. Tôi sẽ nâng bút pen up lên và tôi lùi về tâm. Đấy, tôi lùi về tâm một đoạn là trừ R, tôi dùng cái lệnh là move một đoạn là trừ R. Trừ R là cái này, trừ R chính là cái phép là đây. Có thể dùng phép trừ, phép nhân này. Chúng ta dùng phép nhân R với trừ 1 thì nó là trừ R đúng không? Đấy. Và sau đó chúng ta xoay sang phải sang trái tùy ý, không quan trọng, xoay sang trái một góc là 1 độ. À, thì đoạn cái đoạn này chính là cái đoạn mà chúng ta vẽ. Bây giờ là vẽ thử nhé. Bây giờ tôi vào my block và tôi đưa vào đây, đây này. À, khi bắt đầu vẽ nhé, thì vẽ vòng tròn tâm là không, không phải đây tâm là không mà tâm là gì, tôi vào đây chứ, tôi vào đây tâm là x và y đây, x gì đây là x gì thật nhé, không phải đây là cái dưới này là màu đỏ, đây là các biến 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 riêng của hàm này, đây là biến chung x y đây, và tiếp theo đây là r. Đấy. Tôi chạy thử nhé, xem như nào này, chạy thử này. Đấy, tôi vẽ được cái tròn tròn như nào, tròn này nó chưa thật fit lắm vì nó mỗi lần nó xoay là 1 độ thì nó hơi xa quá. Tôi sửa như sau, tôi sửa lại chỗ này sẽ là 300, tăng lên là 720, lặp 2 lần, và chỗ này tôi để là 0.5 độ, lặp 2 lần sẽ nhanh hơn, nó sẽ khít hơn. Chạy thử nhé. Đấy, đẹp hơn rồi nhé. Bây giờ tôi muốn con mèo cho ẩn đi, tôi ở chỗ trên này này, tôi cho con mèo ẩn đi và cái lệnh lúc mà và cái tôi dùng lệnh là 2. Đấy. Thì đây là cái đây tôi vẽ làm tôi vừa vẽ trong lệnh này, này là vẽ vòng tròn tâm x y và bán kính r. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ vẽ các cái vẽ cái gọi là vẽ mặt đồng hồ. Tôi sẽ tạo một cái nhóm thứ hai, đặt tên đó là đây, đặt tên là vẽ mặt đồng hồ, vẫn là tâm nha. Vẫn là tâm là x y và bán kính là r. Bán kính là r. Cũng như vậy tôi
Tôi để chế độ là vẽ nhanh, để chế độ vẽ nhanh nhé. Rồi, và bây giờ tôi sẽ vẽ. Thế là cái làm như sau này. Là tôi từ tâm, tôi vẫn như vậy là giống như trên này thôi, nhưng mà tôi đi về phía trước tới vị trí không phải là không phải là r trừ 1 mà là r trừ đi khoảng cách d nào đó. D là cái khoảng cách mà mô phỏng cái chiều dài của cái bút này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý chỗ này nó hơi hơi bắt đầu hơi phức tạp một chút nhé. Vẽ mặt đồng hồ nhé. Đấy. Tôi tạo ra cái D. D là cái khoảng cách mà để vẽ thì tôi tạo ra như sau này. Cái D này là cái chỗ này này. D nhé. Đấy. D thì mà đây là cái nét dài. Tôi D chia 2 sẽ là cái nét nét ngắn. Tôi làm như này. Tôi làm như này. Được, các bạn đợi tôi một chút nhé. Tôi định như này này. Đây cái đồng hồ đây nhé. Thì ở cái chỗ 12, số 12, số 1 tôi vẽ đường dài hơn, cái nét dài hơn như này. Đấy. Còn chỗ khác tôi vẽ ngắn hơn. Thì tôi gọi cái này là D này. D. Còn chỗ này, cái chỗ này là chỗ nhỏ hơn, đây chính là D chia 2. Cái D này tôi đặt, ví dụ tôi D tôi sẽ đặt là bằng, ví dụ là bằng R chia cho 10. Đấy. Đặt là một cái hằng số thôi. Đấy. Trường chia nên là hợp lý nhé. Đấy. Thì là một, đây là 1 phần 10 của từ tâm ra đây này. Đây là 1 phần 10 hợp lý. Thế làm như sau này. Như vậy tôi sẽ phải là tạo ra một cái biến tổng thể nữa đặt tên là D. D. Đây là D. Được chưa? Là một cái biến tổng thể. Rồi, thì bây giờ tôi quay lại cái chỗ này. Và tôi đặt lại chỗ này, tôi thêm lên vào D. D mẫu định của tôi sẽ là D sẽ bằng là R chia 10. Tôi sẽ chỉnh sửa sau cái chỗ này nhé. Chứ bắt để R bằng 10 chia 10 đã. Đây, D đây. D sẽ là R chia cho 10 nhé. Đây, đây này. Là cái biến L là một cái biến D là cái biến tổng thể dùng để vẽ các cái nét kim phút đấy. Nhé, D nhé, tức đặt là đây. Đặt là R. R đó, R ở đây này. R và đây là chia cho 10 nhé. À không. Cái biến không xin lỗi, cái D này nó không phụ thuộc vào cái nó thuộc vào cái R kia cơ, chứ không không phải là không phải là cái R này. Xin lỗi, tôi để cái này ra ngoài nhé. Tôi cho hỏi tôi để chỗ này hơn đây hơn. Đây. Lại đâu nhỉ? Xin lỗi. Đây. Đây nhé, đây này. Đây này. À, tôi để cái D này là bằng R này chia 10 thôi, R ngoài kia cũng được, tôi để đây đây. Không sao cả, như nhau. Đây nhé. Đây là R chia 10. Để đây. R chia 10. Đấy. Nó sẽ hợp lý hơn. Rồi. Được chưa? Và bây giờ tôi bắt đầu vẽ này. Kim phút này. Thì tôi vẽ cái đường tôi vẽ cái đường cái đường nhỏ trước này. Sau vẽ cái tức là vẽ cái nét nhỏ này trước này. Nhé. Sau vẽ cái nét to này sau này. Nhé. Mình tôi vẽ cái vẽ nét nhỏ như sau này. Nét nhỏ là cứ mà chúng ta chú ý vẽ nét nhỏ là như thế này này. Nét nhỏ là như này nhé. Cái góc này này. Cái góc này là bằng bao nhiêu? Góc này là bằng làm 360 độ chia cho 60. 360 độ mà chia cho 60 cái 60 cái phút. Như vậy nó sẽ là bằng 6. Như vậy góc này chỉ bằng là chỉ bằng là 6 độ nhé. Và chúng ta sẽ vẽ cái đó. Nhé. Thì đầu tiên làm như sau này. Đây. Nhé. Cái làm như sau nhé. Đây, tôi vẽ cái nét nhỏ trước nhé. Bây giờ tôi đầu tiên tôi cũng phải di chuyển mút di chuyển đến vị trí là x và y ở đây. Nhé. Và tôi sẽ lặp là 60 lần. Lặp là 60 lần. Nhưng mà đây tôi đó tôi phải để cho chính xác hơn, tôi phải vị trí tôi phải chỉ đến phía trên nhé. Bắt đầu vẽ từ phía từ số 12 trở đi mà tôi sẽ phải point in direction cho nó chỉ thẳng lên trên. Đây, cho nó chỉ lên trên. Đấy. Đấy. Bắt đầu vẽ từ trên. Được chưa? Tôi để cái này lên trên này. Đấy. Nhưng mà cái đồng hồ của chúng ta cái này nó sẽ vẽ từ vị trí trên này, bắt đầu từ x y này và tôi lặp đúng là 6 60 lần, mỗi lần là 6 độ.
Cái làm là như sau, chúng ta bắt đầu mô tả trước nhé. Tôi sẽ move về phía trước đây một cái đoạn là r trừ cho d chia cho 2 nhé. Này, chỗ này chính là r. Tôi muốn là vẽ cái đường này là nhỏ hơn cái d, mà cái d là cái đoạn để vẽ đường đường dài hơn, còn cái đường ngắn hơn thì là vẽ d chia 2. Chỗ này nó sẽ là phải là gì? Sẽ phải là dấu trừ. Đấy, trừ đây. Di chuyển một đoạn bằng r trừ trên trừ cho d chia 2. Đấy, phép chia này. Trừ cho d chia 2. Này d này. Quả thấy nó khó không? Tôi là tôi nó khó, học sinh tiểu học là rất là khó luôn này. Chia 2 nhé. Như vậy là move lên đây, r chia d chia 2, sau đó chúng ta sẽ phải hạ bút. Chúng ta sẽ pen down. Pen down sau đi tiếp lên trên. Đi tiếp lên trên là d chia 2, vẽ cái đường nét bút đấy. Chúng ta sẽ đi tiếp lên trên một cái đoạn là d chia 2. Đây. Một cái đoạn trên đoạn này này, tôi có thể copy xuống d chia 2. Xong rồi thì chúng ta sẽ lại nhấc bút. Chúng ta không vẽ mà chúng ta đi lùi về. Chúng ta pen up và chúng ta đi lùi về tâm. Đi lùi về tâm nhé. Chúng ta dùng cái lệnh là move, đây là move là chữ r này, nó rất là đoạn này ra move là lệnh một cái đoạn là r nhân với chữ 1 lùi về, sau là xoay, sau đó là xoay một góc là 6 độ. Chúng ta nhớ lại là xoay 6 độ nhé, xoay phải xoay trái không quan trọng. Xoay trái đi, xoay trái một góc là 6 độ, chúng ta xoay như vậy là 6 độ. Đấy. Xong tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ làm lần thứ hai là chúng ta vẽ cái đường nét lớn, nét dài thì chúng ta chỉ cần xoay bao nhiêu, chúng ta chỉ cần là 1 2 theo là chỉ 12 lần thôi. Cái nét lớn là 12 lần và mỗi lần như vậy là bao nhiêu độ? Là 360 chia cho 12 là 30 độ. Xoay như vậy là 30 độ. Được chưa? Rồi, như vậy lần thứ hai ta làm như sau. Chúng ta sẽ lặp. Thế đây là đúng lượt rồi nhá. Sau đó chúng ta sẽ lần thứ hai chúng ta sẽ lại lặp, nhưng không phải lần này không phải là 60 nữa, lần này là chỉ 12 thôi, vì chúng ta có chỉ chạy từ 1 đến 12 thôi mà. Chạy từ 0 12 mà 2 lần thôi. Và chúng ta lặp lại đúng hình như thế này. Chỉ khác là bây giờ chúng ta vẽ là D chứ không phải. Bây giờ chúng tôi có thể copy toàn bộ cái này xuống. Đấy. Copy cái này xuống mà đây không phải D trên 2. Mà đây sẽ là D thôi. Chúng ta bỏ cái này ra mà đây là D thôi. Đấy. D nhé. Chỗ này không phải là, chỗ này là D thôi. Đấy. Và chỗ này không phải là chỗ này thơn, chỗ này là 6 độ. Chỗ này là 30 độ. Một lần xoay như vậy là 30 độ. Đấy. 30 độ. Được chưa? Làm bây giờ tôi thử vẽ thử cái này nhé. Vẽ mặt đồng hồ lớn này. Đây, tôi đưa trên này và tôi đưa cái lệnh này ra nhé. Đây, chúng ta dùng lệnh này. Vẽ mặt đồng hồ lớn đây. Mặt đồng hồ... Đây. Với điều kiện vẫn đây là X và Y. X. X đây. Và Y đây. Và đây là R. Đấy. Chúng ta chạy thử cho đúng không nhé. Nó bị lỗi gì đó. Đây là pen down, đây là pen up. Đúng. Đây là pen out, đây là pen up. Sao nó không thấy nó vẽ được? Là xem nó sai ở đâu nhé. R chữ D. Bỏ cái này ra này, xem nó có ra nó vẽ được không? Vẫn không được. Chúng ta nó bị lỗi chỗ nào đó, ra kiểm tra nhé. Vẽ vòng vòng tròn tâm này,
sao nhỉ, để kiểm tra. Để thêm chút nhé, tôi cho cái này vào thì nó bị lại. Để thêm một chút. Không được. Để xem nó xài đâu nha. Có chưa thấy được nữa. Để bọn tròn tâm đây nhá, ai 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 thì kiểm tra xem lỗi của thầy ở đâu nhá. Thầy ơi, thầy có thể chỉ ra tiếng Việt cho bọn em sẽ nhìn được không ạ? Tiếng Việt à? Tôi đã làm rồi, chủ nhật tiếng Việt là hơi khó đấy nhé. Cũng được thôi, không sao cả. Mà tôi Anh muốn là các cũng bạn đã biết làm rồi thẳng trên tiếng Anh cho nó dễ thôi. Bây tiếng giờ Anh dễ. tôi đang kiểm tra xem nó sai ở chỗ nào thôi. Thầy thử hạ bút xuống. Để bên nào đây rồi gì nữa đúng không? Đây này. Bên đạo. Bắt đầu vẽ, tôi kiểm tra lại, tôi kiểm tra lại xem nó sai chỗ nào. À đây chưa có cái này. Ôi giời. Rồi. Để cái này ra mà nó bị lỗi rồi, làm lại nào. Đấy, được chưa nào? Đây này. Chỗ này nhá. Như vậy ta vẽ ra cái nét là đúng rồi đấy, không có gì sai cả, đúng chưa nào? Đấy, vì phóng to là nhìn rất là rõ đấy, đây này. Như vậy là vẽ đúng rồi nhá. Đấy. Như vậy tới đây là chúng ta vẽ xong cái mặt đồng hồ. Đấy, sau bây giờ chúng ta sẽ đồng thời chúng ta sẽ vẽ cái chúng ta sẽ lập trình để vẽ cái gì, để vẽ cái số. Bây giờ chúng ta sẽ phải tạo một cái nhân vật mới. Nhưng mà này chúng ta không có sẵn cho mình, chúng ta phải vẽ lấy. Cho vào đây cho tạo một nhân vật mới là đây, để chúng ta tự vẽ lấy. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ vẽ cái nhân vật mới chúng ta là con số từ 1 cho đến 12 nhé. Giờ tôi sẽ vào cái lệnh này và tôi sẽ tìm cái bút, tìm cái màu màu là cho nó dễ nhìn, ví dụ là màu này nhé, lấy ví dụ cái màu màu đỏ đi, đỏ đỏ đẹp, hay là màu, hay màu, hay là màu, màu, màu hồng đẹp, màu này nhé. Đấy, màu này nhé. Đấy, màu này tôi sẽ vẽ màu này này. Rồi ở đây tôi sẽ vẽ con số 1. Đấy. Con số 1 và bây giờ tôi sẽ mà dùng chữ này, tôi sẽ phóng to ra như thế này, cái này. 1 đây này. Đây nhá. Đó. Tôi nhỏ lại một tí này. Các bạn thấy vừa thì thôi nhé. Vừa chưa? Đây ở đây nhá, đây sẽ là số 1 nằm ở đây này. Số 1 sẽ nằm ở đây này. Còn số 2 này, số 3 này, số 4 này, số 5 này đấy, như số này là vừa rồi nhé. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải để cái này nó để cho nó vào tâm của để đây này. Đấy, nó vào tâm. Đấy, số 1 đây nhá. Đấy, thì số này tôi đặt tên là số 1. Nhân vật này là nhân vật, này, là nhân vật, là nhân vật, là nhân vật tôi đặt tên là số nhá. Thì nhân vật này là nhân vật sẽ có đủ 12 số từ 1 đến 12 và để trên màn hình nó sẽ hiện ra đúng của chúng ta ở trên kia nhé. Đấy. Bây giờ tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ và từ một cái trang phục nào tôi sẽ copy sang tạo ra cái trang phục khác với đúng cái số này nhé. Đây, số này đang đẹp rồi này, tôi bấm chuột phải và chọn duplicate và đây chính là số 2. Bây giờ tôi sẽ bấm vào đây, tôi chọn là số 2 dễ thôi, số 2. Đấy, bây giờ đây số 2 rồi, tôi bấm chuột phải chọn duplicate và bấm vào đây và chọn đây là số 3, rất là nhanh nhé, số 3. Rồi tiếp theo là duplicate và chọn tiếp nó là số 4 nhé, số 4. Xong tiếp theo duplicate, chọn tiếp nó là số 5 nhé. Đấy. Xong chọn tiếp nó là số 6, rất là dễ, 6 rất là nhanh. Rồi chọn tiếp nó là số 7, số 7. Chọn tiếp
Nó là số 8. Số 8. Rồi. Chọn tiếp, nó là số 9. Chọn tiếp, nó là số 10. Đấy, số 10 rồi, chú ý hơn. Số 10 chúng ta sẽ phải căn chỉnh lại để cho nó vào tâm nha. Tôi bấm vào đây này và tôi đưa cái này nó vào tâm. Đấy, tâm. Nó phải vào giữa hai con số đó thì mới đúng nhé, tâm đây nhé. Rồi, thế bây giờ số 10 rồi, tôi sẽ làm tiếp số 11, bấm chuột phải, duplicate và đây tôi bấm vào đây và tôi chọn cái số ngoài cùng này. 11 rồi. Chọn tiếp. Ở đây chọn tiếp là số 12. Đấy. Mẹ tôi vừa tạo xong được cái một cái một cái biến là còn là một cái sinh vật là con số. Đấy, thì cho nhớ lại khi mà sân khấu gửi thông điệp là bắt đầu vẽ thì đồng thời là gửi cho cả cái con này luôn, cái nhân vật này luôn, như vậy cũng cũng đồng thời là vẽ luôn nha. Rồi bây giờ lập trình cho người này này đó, chúng ta lập trình nhé. Đây chúng ta sẽ dùng cái lệnh là stem, là làm là lệnh vẽ đấy. Stem ấy, là để vẽ cái dùng lệnh này này, dùng cái lệnh stem này này để vẽ, để vẽ cái 12 cái này nhé. Rồi chúng ta làm như sau này. Đây bây giờ tôi làm như sau nhé. Đây lập trình này, khi mà cái nhân vật này bình thường là nó không cần gì cả, chúng ta có thể cho nó ẩn đi, khi mà bắt đầu vào chương trình thì cho nó ẩn đi, nhưng mà chúng ta không cần thể hiện nhé. Này không cần thể hiện ban đầu, chúng ta vào đây chúng ta chọn chức năng là ẩn 2. Nhưng mà khi bắt đầu nhận thông điệp là bắt đầu vẽ, nhân vật này bắt đầu vẽ như sau này, nhân vật này sẽ làm như sau, nhân vật này sẽ làm như sau nhá. Nhân vật này sẽ đi từ tâm này, đi từ tâm đến cái vị trí là vị trí và cách cái này một đoạn đúng bằng chỗ này thì ta thì nó sẽ vẽ ra. Tôi sẽ làm xong ngay bây giờ nhé. Đấy thì làm như sau. Đấy. Để tổng quát thì tôi làm như sau, tổng quát tôi vẫn tạo một cái lệnh mới. Rồi, lệnh mới đây, tạo cái lệnh mới là gì, là vẽ số đồng hồ, vẽ số đồng hồ nhé, cho nó tổng quát đồng hồ với cái tâm là x y và bán kính là r. Đấy. Và cũng tôi cũng vẽ nhanh được chưa. Rồi thì làm như sau này, thì tôi mô tả cái lệnh vẽ nhé. Đây mô tả lệnh vẽ của chúng ta nhé. Tôi lấy sai, tôi thiếu chữ bán kính, tôi bấm tôi dùng lệnh là edit lại nhé. Chỗ này là xóa này, x bán kính. Thầy ơi, lag quá con không nhìn thấy gì. Không nhìn thấy gì cháu? R Ừ. đây. Nhìn rõ chưa? Rồi ạ. Đây nhé. Thì cái này cũng thế, cái nhân vật này cũng thế, khi bắt đầu vào chương trình thì đầu tiên tôi cho người cho cái nhân vật này là pen up lên, thật là cái stem này không không cần, stem này nó không cần được, chúng ta cái pen up lên cho yên tâm nhé. Đấy. Khi bắt đầu vẽ này. Bắt đầu vẽ nhá. Thì chúng ta làm như sau. Đấy. Cũng như vậy chúng ta cho cái người này, cho cái con này là nó go to đến vị trí x và y. X và y đây. Nhé. Và chúng ta cho nó hướng đầu tiên là hướng ở đây, đây số 1 đầu tiên này. Đây là trên góc này chính là góc 30 độ nhé. Ở trên này là 0 độ, ở đây là chính là 30 độ. Chúng ta cho cái nhân vật đầu tiên này chạy quay về hướng là 30 độ trước. 30 độ. 30 nhé. 30 lại bởi là vị trí này này. Đó. Được chưa? Rồi chúng ta làm như sau. Đây ở đây như vậy này, muốn vẽ được số 1, số 2 chúng ta cần một cái biến chạy. Chúng ta tạo một cái biến chạy đặt tên là K. Thì biến này dành riêng cho cái này thôi. Biến K nhé. Đó. Thì đầu tiên chúng ta đặt K bằng 1. Đặt K bằng 1.
sát cao bằng 1 nhé. Đấy. Và nhân vật này sẽ làm như sau, nhân vật này sẽ có một cái vòng lặp là 12 lần, phải đi vòng quanh đồng hồ mà quay đúng 12 lần. 12 lần. Đấy. Và như sau này. Thì mỗi lần chuẩn bị thì người này sẽ phải làm sao? Cái nhân vật này sẽ phải chuyển trang phục, dùng cái lệnh này và dịch chuyển trang phục suit custom to theo số K này. Như vậy chúng ta K bằng 1 là 1 theo K. Suit to K, đúng không nào? Sau đó là sẽ di chuyển về phía trước một đoạn bằng bao nhiêu? Một đoạn là bằng R trừ đi. Đây là R trừ D này, lùi xuống R trừ 2D đi nhé, sẽ là ngon lành hơn. Chúng ta làm phép trừ R trừ 2 hoặc 3D, tùy 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 chúng ta lựa chọn. Đấy, R nhé, R trừ đi 2D, R đây trừ đi 2D. Đấy. Ta vào cái biến là biến D này, trừ đi 2D hoặc là 3D cũng được, nhưng chúng ta nên tạm để 2 nhé, R trừ 2D. Rồi sau đó là bắt đầu vẽ. Cái này sẽ vẽ như sau, là chúng ta vào cái pen và vào cái stem là vẽ nha. Vẽ xong thì là quay về, vì chúng ta không vẽ, chúng ta có thể dùng ngay cái lệnh là go to XE cho nó nhanh hơn nhé. Chúng ta dùng ngay cái lệnh là go to XE cho nó nhanh, không cần lệnh lùi về nữa. Đây, go to XE. Và quay bên phải là 30 độ. Quay bên phải nó tăng dần lên mà. Đầu tiên là 1 này, 2, 3, ta quay bên phải là 30 độ. Quay bên phải là 30 độ. Và đồng thời là tăng K lên một đơn vị. Trên K lên một đơn vị để sang cái bước tiếp theo. K đây. Đấy. Thậm chí đây không cần rồi nhé. Như vậy người này sẽ vẽ như sau này, chúng ta vào cái lệnh này này. Đây, vẽ đồng hồ số tại vị trí tâm là x, y và bán kính là r. Đấy. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ thử nhé cho đúng nhá. Ồ. À. Vì sao như này nhỉ? Vì như này này, vì chúng ta luôn muốn vẽ thẳng, cho nên là khi để xoay như này thì nó sẽ bị xoay. Vì chúng ta đặt chế độ là cái nhân vật số này là không được phép xoay. Đấy, làm như sau này. Chúng ta sẽ ở chỗ này này, chúng ta sẽ thiết lập như sau. Thiết lập cái chế độ là như sau. Chúng ta vào đây và chúng ta đặt cái chế độ là không xoay. Đặt chế độ là không xoay. Set rotation style là không xoay. Don't rotate. Đặt chế độ này này, nó là không xoay. Đó. Đặt chế độ là không xoay nhá. Đấy. Thì nó sẽ đúng hoàn toàn. Làm lại thử này nhé. Đấy. Thấy nó hơi xấu quá đúng không? Bây giờ tôi sẽ lùi lại một chút nhé cho khỏi xấu nhé. À, hơi xấu. Bây giờ tôi tăng cái này lên là 3 xem là nó có đỡ không? 3 này, chạy thử này. 3 lại hơi thấy quá đúng không? Hơi sụt vào quá, tôi để cái này là 2.5. 2.5. Nó có đỡ không? Đấy. Cũng tạm tạm nhá. Được rồi, thế thôi nhé, được rồi. Thực ra chúng ta có để cho cái em nhưng mà của chúng ta làm giảm đi một tí. Em chưa xong cái chỗ bút thì cho em xem lại tí thôi. Chỗ nào? Chỗ bút ạ. Bút đây, chỗ này hả? Dạ. Thấy đây hơi xấu một chút, bây giờ chúng ta cho nhỏ lại một chút nhé, cho đẹp hơn nhé. Nhỏ lại một chút đi. Bây giờ tôi làm nhỏ lại như sau này, thì để ban đầu thì đặt cái đặt cái size của nó này, cái số này, đặt cái để tôi vẽ hơi to, bây giờ giảm ngay thì không kịp. Tôi giảm bằng cách này, tôi vào cái lúc này mà tôi giảm cái set cái size này. Set cái size ở đây này. Set cái size ở đây là set cái size vào đây.
là 80%, 80% nó còn đỡ không nhé. Chỗ này vẫn để là 2 2. Đấy, vì là được rồi đấy, chúng ta giảm cái này là 80%. Đấy, thì cái này là để như vậy được. Như vậy là tới đây chúng ta là xong được cái chuyện là ấy nhá, xong được cái phần vẽ đồng hồ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái lệnh là mô tả cái chuyển sang cái phần mà vẽ vẽ kim, vẽ kim giờ, kim phút, kim giây, và chúng ta đặt cho nó vào chính xác, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục, chúng ta sẽ phải tạo ra ba cái kim liền, kim giây, kim phút và kim giờ. Kim giây nó dài hơn, mỏng hơn, và kim giờ, kim phút ngắn hơn một chút, và kim giờ nó ngắn hơn một chút nữa, và kim giây thì nó mỏng hơn, kim giờ và kim phút nó dày hơn một chút. Chúng ta vào đây và chúng ta bắt đầu vẽ này. Đầu tiên chúng ta vẽ kim kim giây trước nhá, kim giây. Thầy ơi. Ơi. Thầy cứ cho lại em xem lại cái bút, xem em còn sót ở cái chỗ nào không ạ? Bút đây. Bút đây. Thầy ơi, cho em xem lại cái bút ở phần vẽ mặt đồng hồ tâm x y bán kính r ấy. Cái bút hay là cái mặt đồng hồ? Cái bút ạ. Đây đây đây. Cái mặt đồng hồ đây này nhé. Ở dưới nữa ạ thầy. Xuống nữa, đây. Được chưa? Được rồi ạ. Ừ. Rồi, thế bây giờ mà bắt đầu vẽ sao? Này. Chúng ta sẽ vẽ thầy liền một lúc ba cái bút liền nhé. Thầy ơi, cái bút của em vẽ hơi chậm ạ. Thì đầu tiên các bạn cứ vẽ, không cần đẹp vội nhé, cần là vẽ đúng thế đã nhé. Đây, thế bây giờ là vẽ này. Chúng ta gọi cái này là chúng ta đặt cái kim dây này. Kim dây nhé. Rồi, là kim màu của nó, vì tôi đặt kim màu của nó là màu nâu nâu một tí nhé. Đây, tùy tôi đây mà, đây màu nâu này nhé. Rồi, thì bây giờ tôi vào cái chỗ này này, vào cái định line này, được này, cái định line nhé. Đấy, ôi nó line, phải cho em đặt lại màu ở đây, đặt cái màu ở đây nhé, đặt cái màu ở đây là màu như này. Đấy, và chiều rộng của nó là, chiều rộng đặt là 3 chẳng hạn nhé. Đây, tôi sẽ vẽ một cái đường như thế này. Và các bạn phải quan sát màn hình nhé, để ta vẽ là chính xác nhé. Đấy, kim dây này hiện được chưa nào? Kim dây ở đây nhé, vừa phóng to thêm tí để nhìn này. Kim dây này, nó nằm ở chỗ này này. Bây giờ tôi cho nó tăng lên một tí này. Đấy, kim dây nhá, kim dây tôi để đặt lại màu cho nó màu màu xanh đi. Đấy, được chưa? Đấy, bây giờ tôi thử nhé, bây giờ tôi đặt tâm vào đây này, đặt tâm vào đây nhé. Đấy, đặt tâm vào đây nhé, nhưng mà kim dây đây là được rồi đấy. Đây, nó là phía này này. Đấy. Bây giờ hay hơn, tôi sẽ vẽ cái hình này. Tôi sẽ vẽ cái hình tròn đặc. Vẽ cái hình tròn là vẽ cái hình tròn với cái viền là không, nhưng mà với cái tâm của nó là cùng màu với thằng kia. Đấy. Và tôi vẽ cái hình tròn như này. Phóng to lên tí để vẽ như này. Đấy. Tôi có thể chuyển cái này ra bên phải. Được chưa? Đến vẽ đây, đúng rồi đấy. Đấy, thì đây chính là cái bút, đây chính là cái kim dây. Được chưa? Bây giờ chúng ta cái để nguyên như này, chúng ta sẽ copy và chúng ta sẽ tạo ra kim phút và kim giờ. Chúng ta bấm chuột phải ở đây và chọn nút duplicate.
cái lệnh thứ hai này, kim thứ hai này đặt trên chính là kim phút, và tôi chỉ việc tôi đổi màu lại thôi, kim phút nhé, kim phút. Rồi kim phút tôi làm như sau, tôi sẽ để ở đây và tôi cho nó ngắn lại một tí. Đấy, hợp lý hơn chưa? Và tôi đổi màu dùng cái này, hay kim phút nhé, tôi đổi màu này, cái outline của nó tôi đổi thành màu màu hồng, màu đỏ đi nhé. Và cái này tôi cũng đổi thành màu màu đỏ. À, cái màu này nó không không đỏ. Em thích. Được rồi. Nhé. Đó chính là kim phút nhé, kim phút đây. Tôi cho nhỏ lại để quan sát xem có đúng của nó là nằm ở vị trí đấy không. Tâm làm đây chưa? Chính xác rồi. Đấy. Đây là kim, tôi sẽ cho cái này ra. Tôi để ở đây cho nó kéo ở đây một tí này. Đấy, nhỏ hơn một tí, kim phút nó ngắn hơn một tí so với kim kim ấy đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ để kim phút tôi copy lần nữa này, duplicate sang, đây sẽ là kim giờ. Đây sẽ là kim giờ, tôi sẽ phóng to lên một tí nhé. Kim giờ này. Rồi, kim giờ như sau, kim giờ tôi sẽ đổi màu cho nó ngắn lại nữa này. Mà tôi tăng cái này lên. Đấy, kim giờ đây nhá. Và tôi đổi màu. À, tôi đổi màu của nó thành màu xanh lá cây. Đấy. Và cái này cũng đổi màu thành xanh lá cây. Được chưa? Đây này. Như vậy chúng ta đã tạo được ba kim. Hợp lý rồi đấy nhá. Như vậy là kim dây là màu xanh tím mà màu và cả ba tâm đàn đồng đây hết nhé. Đây là kim dây, kim phút, và kim dây, kim phút và kim giờ. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thiết lập cái chương trình để điều khiển nhé. Bây giờ chúng ta vào kim dây chúng ta lập trình này. Chúng ta nhớ lại, chuẩn nhớ lại cái đây cái trình của chúng ta làm ở đây nhé. Khi mà đây này, khi bút vẽ xong thì bút ra cái lệnh là bắt đầu chương trình, bắt đầu vẽ, thì kim giờ, kim phút, kim giây bắt đầu hiện đúng vị trí đây. Hoặc thậm chí có thể là bắt đầu vẽ là có thể hiện đúng, đúng, đúng không sao cả, có thể là hiện đúng ngay ở đây cũng được. Chúng ta quay lại ở đây nhé. Đây chúng ta quay lại cái bút này, khi mà vẽ xong đây, khi vẽ xong ở chỗ này này thì kim phút sẽ gửi một thông điệp là bắt đầu, thông điệp là bắt đầu chương trình, bắt đầu. Bắt đầu chương trình. Được chưa? Đấy. Ừ. Gửi thông điệp đây nhé, là bắt đầu chương trình. Rồi. Và khi đó thì kim giây, kim phút, kim giờ đó mình bắt đầu. Khi mà gửi thông điệp là bắt đầu chương trình. Đây. Nhé. Bắt đầu chương trình thì kim giờ, kim phút, kim giây bắt đầu vào cuộc luôn, là như sau này. Đầu tiên là họ sẽ phải, tất cả cái này đều phải chuyển đến vị trí là x y. Đây, chuyển đến vị trí là x và y, x và y. Đấy. Thầy ơi, tôi không nhìn thấy gì. Sao, có nhìn thấy không? Không ạ. Này, kim dây nhá. Kim phút là làm tương tự. Go to vị trí x y. Đây, kim phút đây. Khi bắt đầu chương trình thì tất cả đều sẽ phải go to đến vị trí x và y, để chúng ta mà x và y đây, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu điều khiển kim giờ đây, kim giờ nhé. Đấy. Và lệnh là go to đến x và y, x và y. Đấy. Được chưa? Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ phải làm cái việc sau đây, chúng ta sẽ phải thiết lập cái trạng thái của ba cái kim này so với cái thông số là giờ, phút và giây. Đấy, chúng ta chú ý nhá, đây này. Chúng ta sẽ phải thiết lập cái trạng thái nhé. Chúng ta sẽ thiết lập góc, thiết lập cái trạng thái. Thiết lập cái trạng thái
của kim kim giây, kim phút, kim giờ với các tham số là phút là giây là s là giây, phút là m và h là giờ. Chỗ này là đây là một trong số chỗ mà khó nhất đây. Chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Đây, đầu tiên là với kim giây. Chúng ta chú ý nhé, với kim giây này. Thì kim giây thì là cứ sau một giây thì kim giây sẽ chạy góc là bao nhiêu nào? Đây. Kim giây mà chạy từ cái giây này nó chạy từ 0 cho đến 0 đến 59. Mà nó là lặp lại. Cho nên là sau một phút, sau một giây nó quay một góc này. Góc này chính là góc là 6 độ. 6 độ. Vậy suy ra thì kim giây là như sau. Kim giây là nó chính là gì? Cái kim giây là góc của nó, góc này, góc của kim giây nhé. Góc của nó là chính bằng gì? Chính bằng là 6 nhân với S. Mỗi một phút, cứ một giây thì nó là 6 độ. Bắt đầu thì là 0 độ. Đấy, cho nên là với kim giây thì là một góc của nó, góc kim giây là chính bằng là 6 nhân với S. Kim giây là như vậy. Để chúng ta sang kim phút này, cho nên là hoàn toàn là toán học này. Kim phút nhé. Kim phút ấy. Đây, chúng ta sang kiểm tra kim phút là như thế nào nhé. Kim phút thì như sau, kim phút nó chỉ phụ thuộc vào phút và giây thôi. Nhé. Thì như sau này. Thì mỗi một phút góc là như sau này, mỗi một phút thì kim giây cũng chạy một góc là 6 phút, giống như là mỗi một phút nó chạy đúng là một giây của kim giây. Cho nên là góc của kim phút sẽ bằng là 6 nhân với phút. Đấy. Nhưng mà chưa đủ. Mỗi một giây cứ một phút là 60 giây. Tức là mỗi một phút là 60 giây. Cho nên là mỗi một giây là nó chạy được là 6 độ chia 60 cộng với 6 độ chia cho 60 nhân với giây. Đấy. Và đây là góc của kim phút bằng cái này nó chính là bằng là 6 nhân với m cộng với s chia cho 10. Đấy. Đây chính là công thức để tính góc của kim phút. Đó, thấy không nào? Đây là góc của kim giây. Đấy, rất là hay nhé. Và tiếp theo nữa chúng ta tính kim giờ. Kim giờ là như sau. Kim giờ này thì góc của nó là như sau nhá. Mỗi một giờ thì kim giờ sẽ chạy được bao nhiêu? Sẽ chạy là 30 độ. Mỗi một giờ nó chạy từ đây đến đây này. Đây này là 5 lần 6 độ là như là 30 độ. Như vậy là mỗi một giờ thì góc của đèn sẽ bằng là 30 nhân với h. Được chưa? Nhưng mỗi một cái h mỗi một giờ thì là 60 phút. 60 phút. Vậy suy ra là phải cộng với phút là bằng 30 chia cho 60 nhân với phút. Được chưa? Rồi mỗi một giây thì nó là chạy thêm được một cái góc này chia 60 nữa. Vậy nó cộng với là 30 chia cho 60 lại nhân với 60 nữa của giây. Đấy, vậy suy ra cái gì? Vậy suy ra nó bằng như sau. Vậy suy ra công thức của kim giờ là như sau. Là 30 nhân với H cộng với, đây là 30 chia 60 là M chia 2. Cộng chỗ này là chỗ này là 30, đây là 2, chỉ bằng S chia cho 120. Đây chính là công thức tính góc của kim giờ theo giờ phút và giây. Đó. Và chúng ta làm rất nhanh nhé. Bây giờ chúng ta quay đây này. Đây. Với kim giây này, chúng ta nhớ góc nữa nhé. Với kim giây thì như sau, chúng ta nhớ lại. Kim giây là góc của nó bằng như sau. Đấy. Góc này là luôn luôn như vậy. Cho nên là chúng ta phải đưa vào cái vòng lặp là vĩnh viễn. Đấy. Thì cái góc của kim giây là như sau, chúng ta point direction nó sẽ bằng là gì? Chúng ta nhớ lại cái này, nó sẽ bằng là kim giây đây, nó bằng là 6 nhân với s. Chúng ta quay ở đây nhé. Đây này, chỗ này nó chính là bằng 6 nhân với s. Bằng 6
nhân với cái thông số của chúng ta là SI. SI này. Đó. Đây là kim giây. Kim giây nó luôn luôn là nó chạy theo cái 6 nhân SI. Chúng ta sang kim phút. Kim phút là như sau. Kim phút đây. Kim phút là bằng 6 nhân M cộng SI chia 10. Đó, chúng ta lại phải lặp lại. Chúng ta đây chúng ta có một cái vòng lặp là forever nhé, forever. Và đây chúng ta dùng lệnh này point direction nhé, còn bao nhiêu bằng là 6 nhân với m và cộng với s chia cho 10. Chúng ta phải có một phép cộng phần đầu tiên là phép nhân, phần đầu tiên là 6 nhân với m phần đầu, và phần thứ hai là phép chia là s chia cho 10. Chúng ta nhớ lại cái công thức lúc nãy nhé. Đây. Phần thứ hai của chúng ta chính là s chia cho 10. Chỗ này là chỗ rất là khó đối với học sinh tiểu học đấy. S cấp 2 dễ hiểu hơn nhiều. S chia cho 10, chúng ta nhớ lại công thức. Đây này, công thức đây này, đây này. Cứ phút thôi. Đấy. Thì chúng ta sẽ đưa cái này vào đây. Đấy. Bây giờ tôi sang kim giờ. Kim giờ khó hơn nhé. Kim giờ tôi phải có vòng lặp forever để đồng hồ luôn chuyển như vậy. Và đây là point direction. Đây, kim giờ đây. Kim giờ đây. 30 nhân H cộng M chia 2 cộng S chia cho 120. Chúng ta quay lại cái này nhé. Như vậy cái này nó sẽ là Để 2 là kim 2 phút 2 cho đấy 2 phép cộng. thì bỏ Nhé. Yeah. Đây nó là 2 phép cộng liền đấy, đây này. Một phép cộng này và hai phép cộng nhé. Đấy. thầy Phép cộng đầu tiên là 6, phép cộng đầu ơi thầy ơi là 30 nhân bây giờ thầy vào kim phút với kim giây cho em nhìn kịp ạ. gì cơ, cái dây này, dây đây nhá, nên luôn là luôn nó luôn chỉ về hướng là 6 nhân với SC Kim phút ạ. kim Kim phút phút đây em chưa nhìn kịp. là 6 nhân với M cộng với S chia cho 10. 6 nhân M cộng S chia 10. Rồi ạ. Rồi, tiếp theo là kim giờ. Kim giờ là 3 là 3 phép cộng. Phép cộng đầu tiên là 30 nhân với giờ. Là phép nhân đây. Phép cộng đầu tiên là 30. 30 nhân với H. Đây, phép cộng thứ hai là phép chia là phép cộng thứ hai là phút chia cho 2. Phép cộng thứ hai là phép chia. Đây, phép chia. Phép chia ở đây là lấy phút tức là m chia cho 2. M chia 2. M chia 2. Còn cái thứ ba là giây chia cho 120. Thật chính xác cái thứ ba là cũng là phép chia. Và phép chia này sẽ là giây là SC. SC chia 120. 120. Đấy. Được chưa? Chúng ta đưa vào đây. Đấy. Bắt đầu vẽ, bắt đầu chương trình, đúng không nào? Rồi, thì cuối cùng bây giờ chúng ta tới đây chúng ta lập thông mô tả xong rồi và chúng ta sẽ quay sang cái bài cái bài toán này mô phỏng như thế này. Đây. Mô phỏng đồng hồ chứ. Đây, có ba chức năng mô phỏng. Một là mô phỏng đồng hồ chạy chính xác với thực tế. Hai là mô phỏng đồng hồ chạy đúng, không còn đúng không thực tế. Và ba là mô phỏng đồng hồ chạy nhanh 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 hơn thực tế. Chúng ta làm bài bài tập 1 trước nhé. Sau ta làm bài tập 2 bài 3 sau. Bây giờ chúng ta làm. Khi đã xong rồi thế là xong rồi. Bây giờ vấn đề là khi bắt đầu chương trình thì như thế nào? Đây, chúng ta sẽ vào lại cái chỗ sân khấu. Sân khấu sẽ là cái nơi mà chúng ta sẽ điều khiển. Khi mà nhận được thông điệp là bắt đầu chương trình đó, sân khấu bắt đầu điều khiển làm như sau. Sân khấu sẽ gán cái gì đây, sân khấu sẽ lập tức là đưa vào cái một cái vòng lặp vô hạn đây, sân khấu sẽ làm như sau nhé. Đây, sân khấu sẽ làm như sau, sẽ đưa vào cái vòng lặp vô hạn đây, là vô hạn mà bắt đầu gán này.
Chúng ta nhớ lại là ở trong cái phần sensing nó có một cái hàm rất quan trọng, cái hàm là mô tả cái thời gian hiện thời. Đấy. Thời gian thời là nó có là thời gian về 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 giờ này, phút và giây. Thì như vậy chúng ta chỉ vào cho chỉ việc gán này thôi. Chúng ta gán giờ là h nhé. Sau chúng ta gán gì? Chúng ta gán phút và chúng ta gán giây. Chúng ta gán liên tục như vậy. Giây là s gì? Đây. Thì đầu tiên là gán, đây là gán giờ. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ gán phút. Phút chính xác thời gian hệ thống. Đây là dùng cái cảm biến nhé. Và cái cuối cùng là gán chính xác vào cái giây. Đấy. Chạy thử nhé và nó sẽ chính xác hoàn toàn. Đây. Này, hiện nay đồng hồ của tôi, đồng hồ là 9 giờ 27 phút, thấy không nào? 9 giờ này 27 phút đồng hồ chạy này. Như vậy tới đây chúng ta đã vừa mới hoàn thành xong cái phần đầu tiên là mô tả đồng hồ chạy chính xác theo thời gian hệ thống. Chúng ta phải gắn chặt chẽ cái HMS vào với cái tham số hệ thống, cái tham số sensing cảm biến của thời gian hệ thống là giờ, phút và giây đây. Đấy. Như vậy đây chúng ta sẽ ghi lại nhé, cái bài này là cái bài đầu tiên của hôm nay, vẫn là cái bài này. Đây là đồng hồ chạy đúng thời gian hệ thống, được chưa? Bây giờ tôi xong phòng xong bài toán số 2 nhé, là tôi không yêu cầu, tôi yêu cầu là không cần chạy đúng hệ thống, nó chạy bắt đầu từ ví dụ bia là bật tối, nhưng tôi bắt đầu tôi muốn chương trình chạy đúng từ lúc 9 giờ làm như nào, làm như này. Đây thì ban đầu là như sau này, đây tôi làm như sau nhé. Đây thì ban đầu tôi đặt cái h đây này, h tôi đặt là 9 giờ sáng nhé, m vẫn là 0 và s vẫn là 0, được chưa? Và bây giờ tôi làm như sau, tôi sửa như sau này, tôi bỏ cái này đi này. Đấy. Và tôi sẽ chạy như sau đây này, tôi chạy như sau nhé. Đây đây tôi sẽ tôi chạy như sau nhé. Tôi cho các con kim, các kim phút là kim giờ, kim phút, kim giây là tự động chạy nhé, như sau này. Đây đầu tiên cho kim giây trước nhé. Đây này, tôi cứ tôi như sau này. Đây tôi vào giây trước này, cứ đợi 1 giây, sau 1 giây thì tôi change, sau 1 giây thì tôi change cái sc lên, tăng lên lên 1 đơn vị, được chưa? Khi nào mà sc mà chạy lên 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 bằng 60 tôi đặt lại bằng 0. Đây tôi lại if, đây if nhá, if mà sc mà bằng, đây if cho chạy đúng thực tế nhá, đúng thời gian chính nhưng không còn đúng thực tế, khi s mà là bằng 60 ấy, chạy bằng 60 thì tôi đặt là s thì bằng 0. Tôi set s bằng 0. S bằng 0. Đây đây chính là đoạn mô tả dây đây, mô tả dây đi nhé. Đó, mô tả dây nhé. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi làm cái động tác là mô tả phút. Đây. Bắt đầu chương trình phút nhé. Tôi cho cái vòng là forever. Forever. Được chưa? Và như sau. Phút thì 60 phút là 60 giây, như tôi cho cái lệnh là wait là 60 giây, cứ sau 60 giây nhá. Sau 60 giây thì tôi tăng cái phút lên 1 đơn vị. Đây. Change phút m lên 1 đơn vị. Và nếu để tôi copy này sang. Nếu mà phút mà bằng 60 thì tôi đặt lại là phút bằng 0. Đấy. Đây là đoạn mô phỏng phút nhé. Đây này. Đây này. Dây đây nhé, dây này. Đấy, dây ở đây nhé. Đây là phút này. Bây giờ tôi làm tiếp với giờ này. Đây. Làm tiếp bây giờ nhé. Thì tôi copy lên xuống nhanh nhanh nhé. Bây giờ nhé. Thì đây không phải là 60 giây nữa mà đây
À, sau 1 giờ là bao nhiêu? Sau 1 giờ là 3.600 giây thì tôi tăng h lên một đơn vị, tăng h lên một đơn vị nhé. Mà nếu h bằng 3.000 và h bằng 24, h bằng 12, h bằng 12 thì tôi đặt lại h bằng 12, đúng không? H bằng 12 đâu rồi, h đây này, h bằng 12 thì tôi đặt lại h bằng 0, tôi cho h lên, tôi chạy từ 0 cho đến, từ 0 cho đến 12 thôi mà đấy nhé. Và bây giờ tôi làm như sau, tôi sẽ đặt lại một lần nữa cho là chính xác, làm như sau đây. Tôi mới đặt lại như thế này này, và tôi bây giờ tôi đặt lại cho chúng ta nhé. Chạy lại này. Bây giờ tôi chạy lại đúng rồi đấy, không cần đấy, đúng rồi. Bạn thấy không nào? Như vậy ở đây các bạn thấy ở đây là, ở đây là như sau này, ở đây là kim đồng hồ sẽ mô phỏng đồng hồ chạy đúng từ 9 giờ. Từ 9 giờ. Mà đồng hồ cứ theo này là theo đề thời gian chính xác, là chính xác theo thời gian thực. Nhưng mà nó không phải là theo đúng thời gian của hệ thống. Chẳng như bây giờ đang là 9 giờ tối, mà đây là mô phỏng là 9 giờ sáng. Mà chúng ta chỉ mô phỏng như vậy như này thôi. Đây là cái giờ này, đây là phút này, đây là giờ này, đây là giây này, đây là phút, đây là giờ, mô tả chính xác. Được chưa? Các bạn đang hình dung được chưa? Nhé. Như vậy là giây. Phải qua cái đơn vị giây này, đúng không nào? Đó. Đó, thì đây là cái bài số 2 nhé. Đây chính là cái bài số 2. Bài rồi đây là mô phỏng 2 nhé. Mô phỏng 2 là đồng hồ chạy đúng thời gian. Đúng thời gian thôi, chứ không cần đúng với thực tế. Còn mô phỏng số 13 là khó nhiều, mô phỏng số 3 thì hơi khó đâu, bây giờ hết giờ rồi. Thì cái mô phỏng số 3 là cái mô phỏng là cho thời gian chạy nhanh lên. Tôi muốn thời gian chạy trong một ngày trên thực tế, trên máy tính của tôi chỉ chạy trong 5 phút thôi thì làm như thế nào? Thế thì cái bài 3 này thành cho các bạn làm bài tập về nhà nhé. Bài tập về nhà là như vậy, là vẫn là cái bài bài tập đó, vẫn là cái bài đó, nhưng mà chúng ta sẽ bài tập về nhà. Như vậy tới giờ phút này là chúng ta chỉ dừng lại là mô tả xong một cái chương trình là mô phỏng đồng hồ với thời gian là như thế, mô phỏng hồ với chức năng là mô phỏng 1 và mô phỏng 2. Thế này chúng ta còn còn mới bắt đầu chưa làm này. Một là chúng ta chưa mô phỏng cái thời gian mà theo ý muốn của chúng ta, cho thời gian nhanh lên hoặc chậm đi chúng ta chưa làm được. Và ý thứ hai là hiện nay bây giờ mà tôi cho R nó bé đi, thay đổi XIR thì chưa chắc cái đồng hồ nó chạy đúng. Cái vỏ đồng hồ đúng là cái số chưa đúng thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại một bước nữa để sao cho cái đồng hồ chúng ta là hoàn toàn là chính xác theo đúng cái XI và R. Thì phần này cũng là cái phần là mà tôi về nhà, bây giờ là hết thời gian rồi nhé. Thì có thể là buổi sau thì đó, tôi khi nào tôi có kịp thì tôi sẽ đưa các bạn cái lời giải của cái phần đó nhé. Nhưng chúng ta còn lại chúng ta phải giải là 2 cái bài tập. Nhắc lại này, bài tập 1 là mô phỏng thời gian chạy trên máy tính là nhanh hơn nhiều lần so với thực tế. Ví dụ tôi đặt ra điều kiện là mô phỏng trong 1 phút thôi là và chạy đúng ở ngoài đời là gì, là chạy đúng thời gian ở ngoài đời là 12 tiếng. Cứ 12 tiếng ở ngoài đời là bên trong trên máy tính chạy đúng 1 phút, đó là bài tập mô phỏng 1. Mô phỏng 2 là bài tập số 2 là chúng ta sẽ điều chỉnh lại như trình này sao cho mà chúng ta có thể thay đổi x, y và r thì đồng hồ vẫn mô tả đúng. Thế này là trình này là chúng ta chưa đúng, bởi vì khi mà chúng ta thay đổi đồng hồ, thay đổi cái r ấy, thì cái số x, cái số 12, một số 12.000 nó chưa thay đổi, khi đồng hồ nó chưa thay đổi, chúng ta sẽ phải thêm một động tác nữa để nó thay đổi theo thì nó mới đúng thật sự là tổng quát nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Mà các bạn thấy là một cái bài tập mô phỏng là nó rất là khó chứ không dễ nhé, nó không đòi hỏi kiến thức rất là cao thì mới làm được.
Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Em chào À, thầy. chào các bạn ơi. Con chào thầy. Em chào thầy. Em chào thầy Hello. ạ. Em thầy à? Mình đa cái phần này là scrap bao nhiêu cho thầy nhỉ? Thế thầy gửi